Phim được thuyết minh bởi HD Việt. Tập 1. Giết! Xông lên! Xông lên! Phu tướng quân, ngài là một tướng quân anh hùng. Mỗi lần đại chương nhắc tới ngài đều hết lời khen ngợi. Hà tất vì một đất nước sắp diệt vong mà uổng phí tính mạng của mình chứ? Chi bằng hãy cùng ta vào cung, cùng hưởng vinh hoa phú quý. Các ngươi chờ chết đi! Giết hết cho ta! Thúc phụ, tại sao bọn họ cứ đánh nhau mãi vậy? Bởi vì họ tham lam, không biết thỏa mãn. Cháu không thích. Khi nào cháu lớn, cháu sẽ ngăn cản bọn họ. Ngốc à, cháu ngăn cản nổi họ sao? Nếu họ không nghe lời, cháu sẽ đánh bọn họ. Đến khi nào họ chịu nghe mới thôi.
Diệu Hoa, mẹ có xinh không? Mẹ nói cho con biết, phụ nữ nhất định phải xinh đẹp. Chỉ có phụ nữ xinh đẹp mới có thể mê hoặc được đàn ông, mới có thể khiến đàn ông hy sinh cả tính mạng vì con, hiểu không? Con yên tâm, sẽ có một ngày mẹ sẽ khiến tất cả đàn ông trong thiên hạ điên đảo vì con. Con chưa hiểu được đâu. Xảy ra chuyện gì vậy? Nước Trần đã bao vây chúng ta rồi. Vệ quốc sắp diệt vong rồi. Vậy chúng ta thì sao? Thề chết không lui, tận trung báo quốc. Phu nhân, nàng đồng ý đi cùng ta chứ? Đương nhiên rồi. Tướng quân chinh chiến đã nhiều ngày, chắc là vừa mệt vừa khát rồi. Thiếp đã chuẩn bị tiệc rượu, hay là chàng uống một ly đã? Tướng quân, Diệu Hoa sợ hãi rồi. Hãy gọi nó qua đây. Dạ. Thanh Liên, lại đây. Phu nhân, nàng thật sự đồng ý đi cùng ta ư? Tại sao tướng quân lại hỏi như vậy? Ta nhìn thấy từ trong mắt nàng niềm khao khát được sống. Thiếp mới hơn 20 tuổi, thiếp vẫn chưa sống đủ. Đừng sợ. Người đàn ông không thể bảo vệ người phụ nữ của mình, đều là đồ vô dụng. Ta đã đổi ly rượu của nàng rồi. Diệu Hoa, lại đây. Diệu Hoa, cha đưa con xông ra ngoài. Diệu Hoa, mẹ. Diệu Hoa, mẹ. Diệu Hoa, mẹ. Diệu Hoa.
Chạy mau. Chịu qua. Hãy nhìn vào mắt cha. Nhớ những gì cha nói với con. Cha xem này, ở đây có một thanh kiếm rất đẹp. Cha bảo con đừng lớn tiếng mà. Đừng lên tiếng. Quỳ xuống, giả vờ chết đi. Dân Nhi, đừng nhiều chuyện. Ngươi là người sống hay người chết? Ngươi vẫn còn sống, cha mẹ ngươi đâu? Ngươi không còn nhà nữa phải không? Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta sẽ bảo cha ta đưa ngươi về nhà nhé. Lạc Nhi, mau đi thôi. Đi thôi. Cha, nó vẫn còn sống. Chúng ta đưa nó về nhà đi. Lạc Nhi à, bây giờ đang chiến tranh. Nhà chúng ta không nuôi được nhiều người như vậy đâu. Chúng ta cho nó ít tiền để nó đi nơi khác được không? Đi thôi, cha. Con thích nó, con muốn đưa nó về nhà. Nó là của con rồi, xong con sẽ đưa nó theo. Cha, con xin cha đó. Quà Tết năm nay con không cần nữa đâu. Cha. Được rồi, được rồi. Mau đi thôi. Đi thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đưa ngươi về nhà. Ngươi sắp có nhà rồi. Từ nay về sau chúng ta có thể sống cùng nhau. Chúng ta có thể cùng nhau đọc sách, cùng nhau đi chơi. Ngươi còn nhớ ngươi tên gì không? Thanh thanh tự gương, ưu ưu tự tâm. Theo ta đi về nơi xa, không quay đầu lại. Thanh thanh tựa gương, ưu ưu tự tâm.
Tên tiểu nô tài, cái tốt không học lại học ăn trộm. Đây là Lữ gia, kia là đại tiểu thư nhà họ Lữ. Cô ấy lấy đồ của nhà mình là chuyện đương nhiên. Ngươi là thứ gì chứ? Chỉ là một con bé được nhặt về thôi, dám so sánh với cô ấy ư? Còn trừng mắt nhìn ta nữa à? Không chịu hả? Còn dám nhìn nữa? Giỏi lắm. Hôm nay ta không dạy bảo một đứa con gái không rõ lai lịch như ngươi thì ta không còn là cọc nô nữa. Xem ngươi còn dám, còn dám lấy trộm đồ nữa không? Không nói phải không? Có nói không? Còn dám nữa không? Bỏ mùi ấy ra. Tiểu thư, nó lấy trộm đồ. Nếu hôm nay tôi không dạy dỗ nó cẩn thận, sau này sẽ khó đề phòng lắm. Không cho phép cô đánh mùi ấy. Nếu cô còn đánh mùi ấy, tôi sẽ bảo cha tôi đánh cô, đuổi cô đi. Tiểu thư, nó là người dưới. Ai bảo mùi ấy là người dưới? Tôi sẽ nói cha mẹ nhận mụi ấy làm con nuôi. Từ nay mụi ấy sẽ là mụi mụi của tôi. Nếu cô còn bắt nạt mụi ấy, tức là bắt nạt tôi, nghe rõ chứ? Dân, đi thôi. Có đau không? Đám người làm này ngày thường đã bị mẹ tôi chiều hư rồi, nhưng mụi cũng ngốc thật. Cô ta đánh muội, sao muội không kêu cũng không khóc chứ? Nếu tỷ không qua đó thì muội thảm rồi. Muội yên tâm, sau này bọn họ sẽ không dám bắt nạt muội nữa đâu. Tỷ sẽ nói cha mẹ nhận muội làm con nuôi. Sau này muội sẽ là nhị tiểu thư của nhà chúng ta, không ai dám ức hiếp muội. Diệu Qua. Gì cơ? Tên của muội là Diệu Qua. Tên muội là Diệu Qua ư? Tốt quá, ta còn tưởng muội không biết nói chuyện. Trên thế giới này chỉ có tỷ đối tốt với muội nhất, vì vậy muội tin tưởng tỷ. Tỷ phải hứa với muội lúc nào cũng tốt với muội như vậy nhé, đừng bỏ rơi muội, có được không? Được, ta hứa với muội, ta sẽ không bỏ rơi muội đâu. Sau này cái gì của ta tức là của muội, chúng ta sẽ suốt đời ở bên nhau, được chứ? Được. Cha, con đã nói với cha bao nhiêu lần rồi, cha có nghe thấy không cha? Cha nghe thấy rồi, nghe thấy rồi. Nhận Diệu Qua làm con gái chứ gì? Vậy cha có đồng ý không? Lạc Nhi, Diệu Qua mới về nhà chúng ta, thân thế của Diệu Qua, Diệu Qua làm gì chúng ta vẫn còn chưa rõ mà, bỗng dưng lại nhận như vậy, con thấy có hơi vội vàng không? Không đâu cha ơi, con bảo đảm với cha, Diệu Qua là một người rất tốt bụng. Thật vậy hả? Sao trong phòng tối ôm thế này? Đức Thúc, Đức Thúc, tối nay còn phải xem sổ sách nữa. Diệu Qua, muội làm gì vậy? Mọi người đã cứu tính mạng muội, muội nghĩ đây là điều duy nhất muội có thể làm được. Cha, cha nhìn thấy rồi chứ, muội ấy đúng là một người rất tốt mà. Cha nhận lời con đi. Được rồi, cha đồng ý. Hay quá, sau này chúng ta là tỷ muội rồi. Đường kim phải phẳng, không được lộ lên trên mặt, không được chỉ chú trọng mặt ngoài, mặt dưới cũng rất quan trọng. Đường kim phải phẳng, không được lộ lên trên mặt, không được chỉ chú trọng mặt ngoài, mặt dưới cũng rất quan trọng. Ôi đau quá, con không học nữa đâu. Lạc Nhi, làm gì không được bỏ dở giữa chừng. Con nhìn Diệu Qua kìa. Mẹ, Diệu Qua thích học, chứ con có thích học đâu. Lẽ nào Diệu Qua thích cái gì, con cũng phải học cái đó sao? Con không học nữa đâu. Con đi xem sách đây. Xem sách à? Con xem đến ngây ngô cả người rồi đấy. Lữ Tử Vô Tài Tiện Thị Đức, con đọc nhiều sách như thế cũng chẳng bằng học lấy một nghề. Ngộ nhỡ sau này chồng con không cần con nữa, con còn có thể sống được nhờ nghề thêu thùa may vá chứ.
Mẹ, con không thể hiểu vì sao cuộc đời của con lại phải dựa dẫm vào người khác chứ. Tại sao con phải chịu đựng sự ngược đãi của một người mà con không quen biết? Người đó còn muốn con phải ngốc nghếch nữa chứ. Không được nói bừa. Đó là số phận của con gái. Cái gì là số phận chứ? Con không tin. Lạc Nhi. Lạc Nhi. Lạc Nhi. Mẹ nuôi. Mẹ đừng tức giận. Lạc Nhi còn nhỏ. Rồi sẽ có một ngày Lạc Nhi hiểu được nỗi lòng của mẹ. Mẹ không tức giận. Mẹ chỉ lo lắng cho nó. Trong xã hội này, nữ nhân có thể không như vậy được sao? Cả đời mẹ luôn được dạy tam tòng tứ đức. Lạc Nhi nếu không hiểu được đạo lý đó thì nó sẽ khổ vào thân. Chịu qua, con nhớ lấy. Nữ Nhi không nên quá thông minh. Mẹ lo sau này Lạc Nhi quá mạnh mẽ thẳng thắn, như vậy nó sẽ chịu thiệt thòi. Mẹ nuôi, con hiểu rồi. Lão gia, thay giày nào. Lão gia, thiếp đưa lão gia đi dạo một lát. Đang nghĩ gì vậy? Muội nói xem, cái thế giới này thật kỳ quặc. Nam nữ chưa gặp mặt đã thành thân rồi. Sau đó, cả đời phải nghe lời người đàn ông lạ quá. Còn phải hầu hạ hắn, coi hắn là trời, hoàn toàn quên mất bản thân của mình. Như thế có khác gì chết đâu chứ. Nam là càng, nữ là khôn. Nam ở trước, nữ ở sau. Cái đó vốn dĩ là thiên kinh địa nghĩa rồi mà. Dớ dẫn. Lạc Nhi, vì sao đàn ông nói những lời thô tục thì được coi là hào sảng, phụ nữ nói lời thô tục thì bị gọi là trơ tráo chứ? Tỷ không chịu đâu. Tỷ phải trở thành một người phụ nữ đặc biệt. Vậy tỷ mãi mãi không muốn lấy chồng sao? Có chứ. Tất nhiên là có lấy chồng. Nhưng người đàn ông sống với tỷ cả đời, tỷ sẽ tự đi tìm. Tìm ở đâu? Một nửa thế giới này là đàn ông mà. Chắc chắn sẽ có người chờ đợi tỷ. Ý của tỷ là phải ra ngoài tìm à? Không được à? Lạc Nhi, không được đâu. Lạc Nhi. Mời vào, mời vào. Mời khách quan vào, xin mời. Mời qua bên này. Khách quan, ngài muốn dùng gì? Xin mời ngài dùng. Xin hỏi công tử có thấy rằng ca chủ của tiểu nữ chưa đủ nhã không? Ta không hiểu ca chủ.
Vậy sao công tử không liếc nhìn một cái? Tiếng đàn chỉ làm người ta chìm trong mộng mị thôi, không có lợi ích gì cho quốc gia cả. Cô nương có thể chọn lựa mê hoặc, ta cũng có thể chọn lựa không bị mê hoặc. Lời của công tử không được chuẩn. Xưa có Du Bát Nha, nay có Cao Tiệm Ly. Cảnh giới cao nhất của ca vũ có thể cổ vũ lòng người, lực mạnh bằng ngàn quân. Nếu công tử coi thường nó, có lẽ trước nay công tử vẫn chỉ là con người phàm tục, không hiểu được sự hấp dẫn bên trong. Tại hạ là người phàm tục, vậy sao cô nương cứ phải đàn gãy tay trâu chứ? Cáo từ. Đứng lại, đứng lại. Người ta không thèm quan tâm tới cô, sao cô còn cứ bám lấy người ta? Có phải thấy người ta đẹp mã nên động lòng không? Tránh ra, đồ thô bỉ. Đứng lại, đứng lại. Tử lầu này còn có cả Trinh Tiết Liệt Nữ nữa à? Mọi người nghe thấy chưa? Dám nói tôn trọng với ta, một con ca kỹ tiện nhân, ta sẽ nói chuyện tôn trọng với ngươi. Các người tránh ra, buông ta ra. Thằng khốn này, muốn chết hả? Còn ai dám lại đây? Đi, đi theo ta. Công tử có thể buông ta ra không? Cảm ơn công tử. Ta không muốn cứu cô, chỉ là thấy gai mắt thôi. Xin hỏi danh tính công tử. Không cần phải hỏi, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Được rồi, khuân lên xe đi. Nào, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh nhẹn tháo chép lên, cẩn thận đi. Xếp các hòm gọn vào. Cái đó để lên trên đi. Được rồi, đi đi. Đi thôi. Làm tỷ sợ chết đi được. Xuyệt. Cẩn thận, bị cha nuôi nghe thấy là chúng ta lại bị phạt đấy. Không đâu, tỷ vừa nhìn thấy cha ra ngoài rồi. Cha lại ra ngoài rồi à? Đêm nào cha cũng ra ngoài không về nhà. Muội nói xem, mẹ ta có biết cha đi đâu không? Muội làm sao biết được chứ? Muội cũng không dám can dự vào chuyện của người lớn. Để ta đi tìm mẹ xem. Lạc Nhi, tỷ định mặc thế này mà đi sao? Phải thay đồ đã. Sau này là người một nhà rồi, có gì muội cứ nói với ta, ta sẽ không để muội phải thiệt đâu. Đa tạ phu nhân. Còn gọi ta là phu nhân à? Dạ. Tỷ tỷ. Mẹ. Mẹ. Muội về nghỉ đi. Đợi lát nữa ta sẽ chọn một số đồ trang sức mang qua cho muội. Dân. Mẹ, Ngọc Nô sắp xuất giá à? Ừ, nhưng không phải là xuất giá, mà là lấy về nhà. Về nhà ai chứ?
Còn bé ngốc này, còn nhà ai được nữa? Tất nhiên là về nhà chúng ta rồi. Ta được gả cho cha con đã hơn 20 năm rồi, không sinh được cho ông ấy con trai. Lòng ta vô cùng khó nghĩ. Bây giờ may rồi, có Ngọc Nô giúp ta hoàn thành trách nhiệm đó. Lòng ta đỡ đi được gánh nặng. Sao có thể được chứ? Đây là luân thường đạo lý. Luân thường đạo lý? Ai quy định? Mẹ, mẹ hãy tự hỏi lòng mình. Mẹ có thực sự đồng ý cho cha lấy thiếp không? Mẹ, mẹ cam lòng không? Bao đêm rồi không về nhà, thường là ngủ ở bên ngoài. Mẹ nói cha con đang ở bên ngoài. Ta chỉ đoán thôi, nhưng không có chứng cứ. Mẹ, mẹ phỏng đoán. Vậy sao mẹ không hỏi? Sao không điều tra? Hỏi gì? Điều tra gì? Đàn ông vui chơi ở bên ngoài là chuyện vô cùng bình thường. Phụ nữ nếu hỏi quá nhiều sẽ bị người ta chê cười. Mẹ cứ thiếp cho cha con là sợ cha con vui chơi ở bên ngoài hại đến sức khỏe. Ngọc Nô dù gì cũng là người trong nhà. Lạc Nhi, con sao vậy? Mẹ, con thấy mẹ thật đáng thương. Lạc Nhi, mẹ biết con đang nghĩ gì. Nhưng Lạc Nhi à, đàn ông là trời, phản lại trời là đại nghịch bất đạo. Hơn nữa, nếu để cha con lấy người bên ngoài về phủ thì thà chọn cho ông ấy một người phụ nữ tốt. Dù gì cô ấy cũng là người cho mẹ chọn. Sau này cô ấy sinh cho cha con một đứa con trai, cô ấy còn nể mặt mẹ mà không dám động đến con. Lạc Nhi, mẹ làm tất cả là vì con. Con không phải là đàn ông, mẹ phải bảo vệ con. Mẹ không muốn người đàn ông đó cướp hết tất cả mọi thứ của Lữ gia. Con hiểu chưa? Con không cần. Con không cần sự bảo vệ này. Con không cần sự bảo vệ đầy tăng tính như thế. Lạc Nhi, cảm ơn Lữ trang chủ. Đi về cẩn thận nhé. Cảm ơn Lữ trang chủ. Cảm ơn. Lão gia, đến giờ thình rồi. Được. Lão gia, để thiếp. Nàng làm đi. Mau lên. Nào nào nào. Sao lại ngẩn ra vậy? Tỷ thấy mẹ tỷ thật đáng thương. Muội xem, mẹ cứ Ngọc Nô cho cha, nhưng vẫn không giữ được chân cha ở nhà. Dùng giới tính của trẻ con để quyết định vị trí của người lớn. Sinh con nối dõi tông đường, đây là ý nghĩa cuộc sống của phụ nữ sao? Phụ nữ nghĩ như vậy, nhưng đàn ông đâu có hiểu cho. Diệu qua này, cả đời này ta sẽ tìm người đàn ông yêu ta và chỉ yêu mình ta thôi. Ta sẽ bất chấp tất cả để tìm tình yêu đích thực của đời mình. Tình yêu à? Đức Thúc.
Lữ trang chủ. Lữ trang chủ, sao gần đây binh khí có vẻ càng ngày càng ít vậy? Ta đã cho người chuẩn bị ngày đêm rồi, nhưng vì thời gian gấp gáp quá, các huynh đệ không được nghỉ ngơi, nên chỉ có thế này thôi. Nhưng chiến tranh sắp nổ ra rồi, mọi người cố gắng nhanh lên đấy. Được rồi, được rồi. Kẻ nào? Tráng sĩ ngưng tay. Đây là con của ta. Đi nhanh lên, không thì đến khi trời sáng cũng không về đến nhà đâu. Con còn ấm ức nổi gì? Cha còn chưa tính chuyện con dám đi theo cha nữa đấy. Con còn xị mặt ra đó à? Con rốt cuộc muốn cha làm thế nào chứ? Trong lòng con có còn cha nữa không? Tất nhiên là có. Trước này con cứ nghĩ cha là một bậc nam tử hán đại trưởng phu. Chẳng phải cha nói chiến tranh là tội ác sao? Con không thể ngờ người cha luôn giảng đạo đức với con lại đi bán vũ khí cho những kẻ tạo phản. Hỗn láo. Con đi đâu? Tiểu thư. Lão cha, vừa rồi ông ra tay. Ta ra tay hơi nặng. Mau đuổi theo con bé đi. Quýnh sao vậy? Tỉnh lại đi. Tỉnh lại. Không sao chứ? Tiểu thư. Tiểu thư tỉnh rồi. Tiểu thư, may là có một vị thiếu hiệp cứu cô. Nếu không tiểu thư đã nằm ngất giữa đường phố đêm qua rồi. Còn chưa biết có chuyện gì xảy ra nữa không? Thiếu hiệp à? Cậu ấy đưa cô đến đây rồi đi luôn. Tôi còn không nhìn rõ mặt mũi nữa. Điểm tâm đến rồi đây. Điểm tâm thơm lừng đây rồi. Không ăn là nó chảy hết cả ra đấy. Lạc Nhi. Lạc Nhi. Mẹ cứ thiếp cho cha là vì con không phải con trai. Cha nhất định phải có con trai nối dõi. Cha, tuy rằng con là con gái, nhưng ý chí của con không kém gì con trai cả. Con cũng muốn thấy bình và tự do. Vậy thì tốt. Lạc Nhi lớn rồi, có ý chí. Vậy cha sẽ nói cho con một bí mật. Tập 2. Cha, tuy con là phận gái, nhưng con cũng có chí hướng như Nam Nhi. Con cũng rất muốn đất nước thái bình thịnh vượng tự do. Vậy thì tốt. Lạc Nhi lớn rồi, có chí khí rồi.
Vậy cha sẽ nói cho con một bí mật. Bây giờ nghĩa sĩ trong giang hồ đang khởi nghĩa, tuy đó là chuyện không phải, nhưng theo góc độ lâu dài mà nói, đánh đổ áp bức, đòi lại cuộc sống yên bình, đây vẫn là một việc rất có ý nghĩa. Giờ cha đang giúp bọn họ chế tạo binh khí. Thứ nhất là kiếm chút tiền, còn có thể cứu bách tính. Thứ hai, cha cũng muốn góp một phần sức lực của mình để lật đổ bảo chúa. Tại sao cha không hề nói cho con và mẹ biết? Cha không nói cho con là vì không muốn con lo lắng. Có những chuyện đàn ông gánh vác là đủ. Là một người đàn ông, ít nhất cũng phải bảo đảm người phụ nữ và con cái của mình không phải lo lắng. Được rồi, con mau ăn đi, không nguội hết bây giờ. Cha, từ sau hãy để con giúp. Nếu con là nam nhi, cha sớm để con giúp sức rồi. Đáng tiếc, cho dù con có chí khí đi nữa, trong mắt người đời, con vẫn chỉ là nữ nhi. Con không quan tâm người khác nhìn con thế nào. Nữ nhi quá mạnh mẽ là điều không thể chấp nhận được. Tuy cha tin vào năng lực của con, nhưng những người khác sẽ không phục đâu. Lão gia, có chuyện gì? Ngọc Nô đã vào nhà chúng ta lâu như vậy rồi, nhưng lão gia vẫn chưa đến thăm cô ấy lần nào. Cứ chạy ra ngoài mãi không phải là cách hay. Hay là tối nay lão gia nghỉ sớm một chút, để Ngọc Nô hầu hạ lão gia. Lão gia, được rồi, đừng làm phiền ta nữa. Hai người có thể đừng có ngày nào cũng lo lắng việc sinh con không? Thời thế đang loạn lạc, đàn ông trên dưới Lữ gia ta đều muốn tích lũy thêm của cải, tránh khổ sở về sau. Nhưng hai người suốt ngày làm phiền ta vì chuyện cỏn con này. Lão gia, chuyện nối dõi tông đường sao có thể là chuyện nhỏ? Nếu Ngọc Nô sớm sinh cho lão gia con trai, thì có thể sớm thay lão gia gánh vác việc nhà, thay ta gánh vác à? Bà nghĩ sinh con trai cho ta là có thể thay ta gánh vác sao? Đợi nó lớn lên thì ta đã già lắm rồi. Hy vọng vào nó chi bằng ta hy vọng vào hôn phu của Lạc Nhi còn hơn. Lão gia, không phải lão gia muốn tìm cho Lạc Nhi một đám môn đăng hộ đối sao? Ta muốn tìm cho Lạc Nhi, cho dù là lưu manh cũng được. Chỉ cần cậu ta có chí trị quốc bình thiên hạ, ta sẽ giao Lữ gia và Lạc Nhi cho cậu ta. Lão gia, lão gia định gả Lạc Nhi cho một tên lưu manh? Điều đó không thể được, ta chỉ nói thế thôi. Lão gia, đều do thiếp không tốt, không thể sinh con trai cho lão gia. Để mặt thiếp bao năm qua vì lão gia. Lão gia hãy để Ngọc Nô hầu hạ đi. Không làm vui lòng lão gia được đều là lỗi của thiếp. Thiếp chết đi còn hơn. Hai người. Lão gia, lão gia, lão gia, lão gia không sao chứ? Mau đi gọi đại phu, mau đi. Đại phu, lão gia nhà chúng tôi không sao chứ? Lữ trang chủ, đợi đã. Lạc Nhi, con trai với cha con đi. Và cháu rốt cuộc là bị làm sao? Không, không sao tiểu thư.
Cha cháu mệt rồi. Nhà họ Lữ không có con trai, cháu chính là con trưởng. Thúc có gì khó nói cứ nói với cháu. Đức Thúc, không sao đâu. Không, tiểu thư, Thúc coi cháu là người ngoài rồi. Được. Chúng chỉ đã nói với người ta hôm nay sẽ giao nốt đợt hàng cuối. Nhưng lão gia đột nhiên phát bệnh, tôi lại không biết giá tiền. Vậy có thể dùng cái quản binh không? Bảo bọn họ hôm khác đến. Điều này tôi cũng đã nghĩ đến, nhưng e là không được. Chiến loạn đã bùng phát. Nếu bọn họ không lấy được số binh khí này thì sẽ đặt chỗ khác. Vậy là không ổn rồi. Quan trọng là bọn họ chưa trả hết tiền hàng cho chúng ta. Vậy hay là để cháu đi nhé. Không, tuyệt đối không được. Nếu lão gia biết, Đức Thúc, lẽ nào Thúc không muốn hoàn thành vụ làm ăn này? Cha đã cho cháu xem qua sổ sách trong nhà. Trong nhà đã không còn tiền. Nếu vụ làm ăn này mà không thành, về sau lấy gì mà sống? Không sao đâu. Cháu sẽ nói với cha cháu sao. Lữ trang chủ sao lại không đến? Trang chủ đang bị bệnh. Bệnh? Vậy các hạ là? Chúng ta đã gặp nhau rồi. Tôi là Lữ thiếu trang chủ. Cha tôi đã giao vụ làm ăn này cho tôi xử lý. Vậy huynh có làm được không? Nếu không làm được, tôi ở đây làm gì? Thứ huynh cần là binh khí. Chỉ cần binh khí tốt là được rồi. Cần gì phải biết là giao dịch với ai. Tuy là như vậy, nhưng giá huynh đưa ra quá cao. 500 lượng, tôi có thể mua được gấp đôi chỗ này. Nếu huynh có thể mua được binh khí ở bên ngoài thì cũng không cần tìm tới Lữ Gia Trang. Việc chúng tôi làm là tội chém đầu, đương nhiên phải ra giá cao rồi. Nhưng làm ăn thì hai bên phải thuận. Nếu không thỏa thuận được giá, huynh không sợ số binh khí này thành đồ bỏ sao? Chút tiền này chúng tôi chịu lỗ một chút cũng được. Tôi biết thực lực của Lữ gia, nhưng giá quả thật là quá cao. Huynh làm gì thế? Cha ta nói rồi, hàng đã đem đi, không được mang về. Nhưng nếu huynh muốn đợt hàng thứ hai thì không có đâu. Được được, 500 lượng, xong. 600 lượng, huynh... Vì giờ binh khí đã ít đi rồi. Binh khí tốt thế này, Lữ gia quả là giỏi. 600 lượng thì 600 lượng. Các huynh đệ, mau mang lên xe. Rõ. Các huynh mua binh khí là vì muốn hành thích đại dương có đúng không? Thiếu trang chủ quả là có gan hơn người, nhưng huynh lại không hiểu quy tắc trong làm ăn. Vấn đề nào không nên hỏi, cha huynh tuyệt đối không hỏi thêm một câu. Bây giờ dân chúng đang làm than, tôi chỉ là kính trọng các vị anh hùng đây. Được, nói cho huynh cũng chẳng sao. Người mua binh khí là con trưởng của Tiết Quốc Dân đại nhân, Dân Thâm, Dân đại tướng quân. Tướng quân đang chuẩn bị cho nghĩa sĩ giang hồ cùng khởi nghĩa, cho nên đang mua binh khí, lương thực ở khắp nơi, tập hợp người ngựa. Tôi thấy tiểu huynh đệ đây cũng là một nhân tài. Nếu như huynh tỉnh ngộ ra thì hãy gia nhập chúng tôi. Chúng tôi rất hoan nghênh. Các anh em,
Xuất phát. Dân thâm. Phim được thuyết minh bởi HD Việt. Cha, con đã nói sẽ giúp được cha mà. Con cũng có thể làm con trưởng. Cha, cha như vậy là sao? Cha nói cho con biết, con chỉ là một đứa con gái, vĩnh viễn không thể làm con trưởng. Tại sao? Chẳng tại sao cả. Tại sao chứ? Những lời ta nói sẽ không nói lần hai. Tại sao? Tại sao chứ? Lão gia, lão gia định thế nào? Nó chỉ là một đứa con gái, sao lão gia có thể ra tay nặng như thế? Bà thì biết gì? Ta đánh chỉ vì muốn tốt cho nó. Cha biết con hận cha. Nhưng cha không thể không làm như vậy. Giờ con đang ở nhà của mình, cha còn có thể dạy dỗ con. Về sau con đến ở nhà người khác, cái tính khí này của con, e rằng muốn đánh cũng không còn cơ hội nữa. Con có hiểu hay không? Con không hiểu. Con chỉ muốn giúp đỡ Lữ gia chúng ta. Con đã làm sai gì? Tại sao đến một câu cũng không cho con hỏi? Lạc Nhi, Lạc Nhi, để nó đi. Để nó tự suy nghĩ lại. Lão gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào bà cũng không hiểu quy tắc? Cứ muốn hỏi đến cùng mới được. Lạc Nhi không còn nhỏ nữa. Qua tháng sau là 19 rồi, nên gã chồng rồi. Đúng vậy. Tỷ còn đau không? Cha nuôi làm sao vậy? Sao nỡ đánh tỷ chứ? Tỷ đã mắc lỗi gì? Đây là bí mật của cha, tỷ không thể nói được. Muội hiểu rồi. Tỷ thật may mắn có thể chia sẻ với cha mình bí mật không thể nói cho người khác. Còn muội thì... Muội thật sự không nhớ người nhà của mình nữa sao? Mẹ! Dịu quá! Mẹ! Dịu quá! Có thể... Muội vốn là đứa trẻ không cha không mẹ. Cái miệng của tỷ lại nói lung tung rồi. Ai nói muội không cha không mẹ chứ? Muội phải nhớ, Lữ Gia Trang chính là nhà của muội, tỷ là tỷ tỷ của muội, tất cả đều là người nhà của muội. Nhưng mà có cha mẹ thì sao chứ? Đều bị giam cầm ở đây. Nếu một ngày tỷ không ra ngoài, tỷ sẽ không biết trời cao thế nào, biển sâu ra sao, thế giới ngoài kia rộng lớn thế nào. Tỷ không muốn giống những cô gái bình thường, cả đời chỉ ở một chỗ. Tỷ lại muốn ra ngoài à? Cha đánh tỷ, đánh cho tỷ tỉnh ra rồi. Cha muốn tỷ hiểu, cha không bao giờ xem tỷ là con trưởng, nên tỷ nhất định phải đi. Nhưng không phải là bây giờ, cha đang bệnh, tỷ không muốn cha buồn. Nhưng lần này, tỷ có thể danh chính ngôn thuận ra ngoài.
Tại sao cha nuôi đã tìm cho tỷ một mối, sắp đến hỏi tỷ rồi? Cái gì? Cha thật sự muốn gả tỷ đi ư? Tỷ không biết à? Diệu qua, lần này chỉ có muội giúp tỷ thôi. Muội hãy giúp tỷ đi. Tỷ cứ đi gặp huynh ấy, chưa biết chừng tỷ ưng thì sao? Không đâu, người khác chọn tỷ chắc chắn không thích. Vậy tỷ muốn lấy người như thế nào? Tỷ muốn lấy anh hùng. Anh hùng nhưng đâu phải muốn là được. Tỷ đã gặp rồi. Gặp rồi à? Chị huynh đài kia, xin dừng bước. Huynh là ai? Tôi là con trưởng của Lữ Thừa Phong. Tôi là Lữ Long. Thì ra là công tử của Lữ Thế Bá. Thất kính, thất kính. Tại hạ là Lâm Bá Niên. Ta biết huynh chính là người muốn lấy Lữ Lạc muội muội tôi đúng không? Đúng đúng. Vậy sao huynh lại thở dài? Hay là thấy tại hạ không xứng với lệnh muội? Không hề, không hề. Huynh chịu lấy muội muội tôi, tại hạ vô cùng cảm kích. Tôi đích thân đến để cảm ơn huynh đây. Huynh chính là đại ân nhân của Lữ gia tôi. Nghe huynh nói như vậy, lẽ nào lệnh muội có điều gì không thể để người khác biết? Sao có thể chứ? Lệnh muội đoan trang hiền thục, tốt bụng ngoan ngoãn, tấm lòng khoan dung, lại còn có nhan sắc huynh thành, là nhân tài vô song. Ca, ca, muội muốn thành thân, muội muốn thành thân. Được rồi, đừng làm thế người ta sợ đấy. Huynh à, lẽ nào đây là lệnh muội? Đúng vậy, nhưng bình thường muội ấy không thế đâu. Muội muốn thành thân, muội muốn thành thân. Đừng đừng. Thế huynh xin lỗi, tôi còn có việc. Tôi xin phép đi trước. Phiền huynh gửi lời tới Lữ Thế Bá, cứ nói tôi Lâm gia bần hàn, không xứng với lệnh muội. Chuyện hôn sự này coi như không tính. Cáo từ. Đừng đi, đừng đi mà. Đừng đi, đừng đi mà. Quay lại đi. Chuyện hôn sự tốt như thế mà hỏng rồi. Nói, có phải là ý của con không? Lão gia, bà im đi. Con bé này không biết phép tắc gì cả. Chẳng phải là do bà dạy dỗ không nghiêm sao? Còn nói gì nữa? Không liên quan tới mẹ con. Ai cho con đứng dậy? Lần trước bị đánh vẫn chưa tỉnh ra à? A Đức, mang gia pháp ra đây. Không, lão gia, tuyệt đối không thể. Lần trước ông đã đánh con bé nặng lắm rồi. Gia nuôi là lỗi của con, là con không tốt. Muốn phạt cứ phạt con. Nếu như con không bị nó dụ dỗ, thì có cho con 100 lá gan, con cũng không dám làm chuyện này. Không liên quan tới Diệu Hoa, là con tự nghĩ ra. Cha, hôn sự là chuyện lớn của cả đời con gái. Con chỉ là muốn tự đi tìm hạnh phúc cho mình, có gì không đúng chứ? Nói linh tinh. Từ trước tới nay chuyện hôn sự đều do cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Đâu đến lượt con tự quyết định. Hơn nữa, bá niên đó có gì không tốt? Vừa có nhân phẩm tốt, vừa có tướng mạo tốt. Anh ta tốt như thế thì cha lấy anh ta đi, con không ngăn đâu. Còn hỗn xược đều là do bà nuông chiều nó. Hôm nay ta không dạy dỗ con, còn lại nghĩ có thể thay đổi quy tắc của tổ tông. À Đức, đem gia pháp lại đây. Con ranh hỗn láo này, ta đánh chết con. Lão gia, đừng, cha nuôi. Lạc Nhi, mau xin lỗi cha con đi. Cha con vừa khỏi bệnh, đừng làm cha giận thêm nữa. Đúng đó tiểu thư, mau xin lỗi lão gia đi. Con có làm gì sai đâu, con vẫn muốn thay đổi quy tắc đó. Người... lão gia, lão gia. Bà đừng cản tôi. Tôi mà không dạy dỗ nó cẩn thận thì chắc tới tam cương ngũ thường nó cũng quên mất thôi. Lão gia, lão gia, là thiếp không tốt. Theo lão gia bao năm nay, chỉ sinh ra được một đứa con gái này thôi. Là cho thiếp quản giáo không nghiêm. Nếu muốn đánh, lão gia cứ đánh thiếp đi. Cha nuôi con cũng sai, cha cứ đánh con đi ạ.
Xin lão gia nghĩ lại ạ. Lão gia. Đúng là con hư tại mẹ. Hôm nay ta nể mặt mẹ con, nên tha cho con một lần. Trước mặt các vị liệt tổ liệt tông đây, mau quỳ xuống cho ta. Bao giờ suy nghĩ xong thì mới được đứng lên. Lạc Nhi, mau quỳ xuống. Nghịch tử. Hôm nay không ai được bên nó cả. Ai mà giúp đỡ nó thì quỳ cùng nó đi. U cô nương lại đi đưa điểm tâm à? Cả ngày hôm nay cha nuôi đã tức giận rồi. Ta nghĩ nếu ông ấy ăn chút điểm tâm này thì tâm trạng sẽ tốt lên một chút. U cô nương thật là hiếu thuận, chứ không như tiểu thư, cả ngày chỉ làm cho lão gia tức giận. Em nghĩ tiểu thư mới giống con ruột của lão gia. À đúng rồi, lão gia và Đức Thúc đang ở bên ngoài đó. Tiểu thư cứ ra là thấy họ ngay. Lão gia, chuyện này cả phu cô nương và tiểu thư đều sai. Tiểu thư mới là con gái ruột của lão gia, như vậy có không công bằng không? Con gái ruột của lão gia mà ngài không thương sao? Lại còn thiên vị nữa. Lạc Nhi là do ta sinh ra, đánh nó mắng nó cũng là vì muốn tốt cho nó. Sẽ có một ngày nào đó nó hiểu ra thôi. Diệu Qua là con nuôi, ông thử nghĩ xem, dạy dỗ con của người khác chỉ nên dừng lại ở chỉ trích mà thôi. Xem ra lão gia đúng là có nỗi khổ tâm. Ai chẳng hy vọng là con mình ngoan. Khi còn bé Lạc Nhi tính tình nóng nảy, lại còn đanh đá, lúc nào cũng chỉ muốn đi ngược lại luân thường. Nếu bây giờ mà cho nó đi lấy chồng, chưa chắc đã thay đổi được nó đâu. Có khi lại còn bị người khác mắng chửi. Vậy chi bằng kẻ làm cha như ta, hãy cứ dạy dỗ nó cho tốt đi đã. Xem ra chuyện hôn sự của tiểu thư lại phải quản lại rồi. Như vậy thì quan hệ giữa nhà chúng ta và nhà họ Lâm, lão gia đã nghĩ tới chuyện này chưa? Phu cô nương cũng không còn nhỏ nữa rồi. Sao chứ việc kết thù chú quán, chi bằng cho phu cô nương xuất giá thay tiểu thư? Không được. Diệu Qua tuy chỉ là con nuôi, nhưng trong mắt nhà người ta, con bé vẫn là người ngoài. Nói khó nghe một chút thì con bé đến một A Hoàng cũng không bằng. Thôi bỏ qua chuyện này đi. Người mau đi chuẩn bị một phần lễ vật. Bây giờ ta phải đích thân tới nhà người ta tạ tội. Dạ, thưa lão gia. Là muội à? Muội sợ tỷ đói nên mang chút đồ ăn tới. Muội to gan, không sợ bị cha ta phát hiện à? Ta không muốn muội bị phạt quỳ đâu. Cha nuôi không có nhà đâu, ông ấy tới nhà họ Lâm xin lỗi rồi. Sao? Ông ấy vẫn còn muốn bắt ta gả cho nhà đó à? Lạc Nhi, cha nuôi chỉ muốn tốt cho tỷ thôi. Cha chọn nhà đó cho tỷ, chắc chắn nhà đó tốt. Ông ấy còn không nghĩ gì tới muội. Dừng lại, không được nói dứt cho ông ấy. Hay là thế này, muội thả ta ra đi. Như vậy làm sao được? Khi cha nuôi về tới nhà thì muội biết ăn nói thế nào. Không sao đâu, ta hiểu tính ông ấy mà. Ông ấy sẽ không phạt muội đâu. Cậu xin muội đó, Diệu Qua. Diệu Qua tốt của ta, Diệu Qua ngoan của ta. Ta cầu xin muội đó. Lạc Nhi là do ta sinh ra, đánh nó mắng nó cũng chỉ vì muốn tốt cho nó. Tới một ngày nào đó nó sẽ hiểu. Diệu Qua chỉ là con nuôi, dạy dỗ con của người khác cũng không có cách nào khác.
ta cũng chỉ có thể dừng lại ở mắng mỏ thôi. Muội đúng là chị em tốt của ta. Thôi ta đi đây. Lạc Nhi, cửa sau không có người đâu, đi cửa sau đi. Thông minh đó. Tránh đường. Tránh đường. Đại vương Giá Lâm, mau mau tránh đường. Tôi xin lỗi. Sao thối vậy? Nguy hiểm đó. Con à, không sao chứ? Mấy tên quan binh đó thật là quá đáng. Thấy có trẻ con qua đường cũng không dừng lại. Bọn chúng không hống hách được bao lâu nữa đâu. Ta sẽ cho bọn chúng biết tay. Nói mau, ai phái người tới? Đi theo ta làm gì? Không có ai phái tôi tới cả. Chỉ là tôi thấy huynh võ công cao cường, lại có tấm lòng hiệp nghĩa, nên muốn kết bạn với huynh thôi. Trước này ta chưa từng kết bạn với ai cả. Đại hiệp, người không biết võ công à? Không biết võ công mà dám đi theo người khác, thật là to gan đó. Gan mà không to thì làm sao dám hành tẩu giang hồ chứ. Tôi chỉ muốn kết bạn với huynh thôi mà. Ta nói rồi, ta không kết bạn với ai cả. Đừng có theo ta nữa. Cẩn thận, có ngày bị người ta giết lúc nào không biết đó. Không theo thì thôi, có gì ghê gớm đâu chứ. Ai bị người khác giết còn chưa biết đâu. Nào mau lên, mau khiêng qua đây. Mau lên.
Chân tay mau lẹ một chút. Đặt ở đây. Mau đặt ở đây. Triệu công công, ngài cần nhiều cá muối như vậy để làm gì ạ? Đại dương làm việc cao thâm khó đoán. Kẻ làm nô tài như chúng ta chỉ được theo lệnh mà làm việc, nào dám hỏi nhiều chứ. Vâng ạ. Nếu ông tò mò thì tự mình đi hỏi đi. Tôi không dám ạ. Được rồi, đồ đã chuyển xong rồi. Đại dương cũng đã mệt rồi. Các ngươi mau lui xuống đi. Có gì ta sẽ gọi sau. Vâng ạ. Đại dương, mọi việc đã làm xong rồi ạ. Kính mời đại dương ngự lãm. Có thích khách, mau bắt thích khách, mau nộp mạng. Rút, mau rút thôi. Bắt thích khách, mau lên, bắt lấy bọn chúng. Mau bắt bọn chúng lại, mau lên. Miền Nam tài nguyên phong phú, miền Bắc thì tiết trời khô ráo. Nên đi đâu trước nhỉ? Tiểu huynh đệ, có người đang truy bắt ta, giúp ta được không? Là huynh à? Chẳng phải huynh nói là không cần bạn bè sao? Chắc là tôi không giúp được rồi. Ta thu hồi lại câu nói đó là được chứ gì? Để ta nghĩ đã. Quan gia, chúng tôi là dân lành, các ngài lục soát thì cứ lục soát, nhưng đừng làm cho khách của chúng tôi sợ nhé. Ai đó? Vừa nãy có một thích khách trốn vào đây, ngươi có nhìn thấy không? Không. Ai ở trên giường? Mau ra đây. Quan gia à, trong chăn là vợ tôi. Cô ấy không mặc quần áo. Ngài hãy cho tôi chút sĩ diện, giơ cao đánh khẽ mà tha cho cô ấy đi. Tiểu nhân cảm kích vô cùng. Thôi được rồi, nếu ngươi phát hiện ra kẻ khả nghi nào thì phải báo cho chúng ta nhé. Bọn thích khách đó đến hành thích đại dương, che giấu cho chúng là xử tội chết đó. Và còn tru di cửu tộc nữa, hiểu không? Tôi hiểu chứ. Đi thôi. Thì ra huynh là thích khách hành thích đại dương à? Huynh to gan thật đó. Đi thôi. Hình như bọn chúng đi thật rồi. Tiểu huynh đệ, ta đi đây. Đại ân của huynh ta nhất định ghi nhớ. Hẹn ngày gặp lại. Này, ta cứu huynh, huynh nên nói cho ta huynh tên gì đã chứ.
Con người dù có sống trăm năm cũng phải có ngày chết. Đại vương hôm nay gặp thích khách, đây là việc không ai đoán trước được. Thái úy đại nhân không cần quá lo lắng như vậy. Triệu công công mà, không nói như vậy được đâu. Chỉ cần nhìn qua là đã biết đại vương mất lâu rồi mà. Không liên quan gì tới thích khách. Hạ quan tài hèn chiếc mọn, nhưng cũng không gánh được tội danh bảo vệ không nghiêm đâu ạ. Xin Triệu công công minh xét. Ai nói là đại vương bị thích khách sát hại? Đại vương vì quá kinh sợ nên bệnh cũ tái phát. Trước khi băng hà, đại vương còn dặn dò ta muốn nhị công tử lên ngôi kế vị. Lúc đó còn có thái úy đại nhân làm chứng. Thái úy đại nhân, lẽ nào ngài quên rồi à? Triệu công công nói phải. Vậy theo ý Triệu công công thì tiếp theo hạ quan nên làm gì? Nhiệm vụ trước mắt là tìm được những thiếu nữ còn trinh đủ 16 tuổi trong nhân gian vào cung để tuẫn tán theo đại vương. Đây là quy tắc và cũng là cách hành xử hợp lệ nhất. Ta hy vọng sẽ không xảy ra bất cứ sai sót nào. Ông hiểu chứ? Dạ. Xin Triệu công công yên tâm, hạ quan sẽ đi làm ngay ạ. Con bé vẫn chưa tỉnh. Hình như vết thương khá nặng. Ta thật không hiểu. Lạc Nhi và Diệu Qua từ nhỏ tình như thủ túc. Nếu có muốn đi, sao Lạc Nhi phải ra tay nặng với Diệu Qua như vậy chứ? Xem ra con bé bị lão gia đánh cho sợ quá. Lão gia dọa dùng gia pháp đánh nó, nó cũng chẳng bất đắc chỉ thôi. Hồ đồ. Lạc Nhi tuy rằng hay phá phách, nhưng tuyệt đối sẽ không làm Diệu Qua bị thương. Nhưng con bé Diệu Qua này luôn xem Lạc Nhi là chỗ dựa lớn nhất, chuyện gì cũng có thể làm cho Lạc Nhi. Nàng còn nhớ chuyện xảy ra vào lễ đập thanh lúc hai con bé còn nhỏ không? Chạy chậm thôi, kẻo ngã đó các con. Trẻ con mà, chớp ngã trầy xước là chuyện khó tránh. Nàng đừng lo. Tướng công mà, chàng chịu bọn trẻ quá đi. Bông hoa kia đẹp quá. Nếu như mà có thể hái về nhà thì tốt quá nhỉ. Để muội hái cho tỷ nhé. Diệu Qua đừng đi, nguy hiểm đó. Cứu tôi với, cứu tôi với. Cha, mẹ, mau tới đây đi. Cứu con với. Bỏ tay ra, mau lên, cẩn thận nào. Sao vậy, con không muốn sống nữa à? Hoa của tỷ này. Diệu Qua, sao muội ngốc quá vậy? Diệu Qua luôn xem Lạc Nhi là chỗ dựa tinh thần lớn nhất. Chuyện gì con bé cũng dám làm. Nên ta sợ Diệu Qua lần này. Thiếp hiểu rồi. Nhưng thiếp nghĩ đó cũng không phải là chuyện gì xấu. Ít nhất trên thế giới này, Lạc Nhi vẫn còn có một người để tin tưởng. Khi chúng ta qua đời, con bé vẫn còn có người bầu bạn. Có chuyện gì cũng có thể bàn bạc với Diệu Qua, có phải không? Việc gì cũng không nên quá, nếu không sẽ không hay đâu. Nàng thử nghĩ xem, Diệu Qua còn coi trọng Lạc Nhi hơn cả mạng sống của mình. Có thể thấy địa vị của Lạc Nhi trong lòng con bé. Nếu như có một ngày con bé phát hiện ra Lạc Nhi không giống như những gì con bé tưởng tượng, thì sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Đó đều là những chuyện không thể xảy ra. Lão gia đừng quá lo lắng.
Bây giờ điều quan trọng là Lạc Nhi đã đi đâu, không biết có xảy ra chuyện gì không. Đợi con bé dậy rồi hỏi nó vậy. Nhưng ta nghĩ nó sẽ không nói đâu, cứ đợi Lạc Nhi về thôi. Trừ khi lão gia có cách gì sao. Thế nào? Đây đúng là một miếng ngọc quý. Ông có thể tìm được xuất xứ của nó không? Nếu như tôi đoán không sai thì nó có xuất xứ tại phủ Dương Hầu tướng quân. Qua chăng khắc trên ngọc là qua chăng đặc biệt ở Tiết Quốc. Đây là biểu tượng mà bọn họ rất thích. Miếng ngọc bội này được đó. Tiểu huynh đệ à, thế nào, bán cho ta nhé. Không bán. Tiểu huynh đệ, đừng trách tôi nhiều lời nhé. Cậu mà mang miếng tiết ngọc bội này đi linh tinh trên phố, không khéo rồi bị quả sát thân đó. Đây là viên ngọc do một người rất quan trọng với tôi tặng cho tôi. Tiểu huynh đệ, tôi thấy hình như là cậu ăn cắp thì đúng hơn. Nghe tôi đi, mau trả cho chủ nhân của nó đi. Vân tiên sinh, kỳ lạ thật. Ngọc bội của Vân Nhi sao lại ở trong tay tiểu huynh đệ này chứ? Tôi sẽ đi điều tra ngay. Làm gì vậy? Đi đi. Lão gia nhìn xem, bên kia có một cậu thanh niên đi tới kìa. Được, mau, hành động. Làm gì vậy? Muốn cướp à? Ta không có tiền đâu. A Đại, A Nhị, ra tay đi. Mau thả ta ra, thả ta ra. Đến rồi, mau chuẩn bị. Cứu tôi với, cứu tôi với. Mau buông tôi ra. Làm gì vậy?